Đê gác Một đê gác là gì? Đê gác theo cách hiểu thông thường là quá trình nhả khí co 2 của hạt cà phê từ sau khi rang, trong quá trình bảo quản. Thực chất, trong thời gian này cà phê tiếp tục biến đổi, cà khô thêm một chút và hương vị có sự thay đổi theo một tốc độ nhất định tùy thuộc vào tính chất hạt cà phê và mức độ rang. Tuy nhiên phần lớn sẽ đạt đỉnh hương vị sau một thời gian ngắn và đỉnh hương vị này sẽ giảm dần, nhanh hay chậm tùy thuộc vào cấp độ rang, tính chất cà và phương pháp bảo quản, sự thay đổi của tính tươi mới, tất nhiên cà để càng lâu sau rang thì sự tươi mới sẽ giảm đi. 2. Đê gác để làm gì? Đê gác thường được các nhà rang khuyến cáo cho khách hàng của họ như một bước phải làm để thụ hưởng được đỉnh hương vị của cà sau rang. Thời điểm cà nhã bớt co hai giúp quá trình chiết xuất được dễ dàng và đồng đều hơn. Canh được đỉnh hương vị cao nhất đồng thời giữ được sự tươi mới phù hợp, 3. Câu hỏi thường trực từ phía người sử dụng đó là, đê gác bao lâu thì đủ, thì đạt, thì ngon. Đôi khi việc chiết xuất không thành công một sót cà khiến chúng ta thất vọng về một gói cà, một loại cà, một nhà rang. Việc đê gác như nào cho đủ xuất phát từ sự hiểu và trải nghiệm của chính người dùng và người làm. 4. Sau đây mình xin chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm cá nhân về đê gác, cà phê, và chiết xuất liên quan đến đê gác và co hai cà phê càng cứng đê gác càng chậm càng mềm thì đê gác càng nhanh cà phê rang càng lai thì càng cứng rang càng đắt thì càng mềm và sốt thể chất cà cũng liên quan đến độ cứng mềm của cà cà phê có độ cao thấp hơn chăm sóc kém hơn thổ nhưỡng kém hơn thường có độ cứng thể chất nhân xanh kém hơn so với cà phê có độ cao lớn hơn chăm sóc tốt hơn thổ nhưỡng tốt hơn sơ chế có ảnh hưởng đến độ cứng và mềm của cà phê Sơ chế lên men sẽ khiến cà phê trải qua quá trình enzymatic browning và mềm hơn vì bản thân nó đã chuyển hóa trước khi rang rồi. Hãy nghĩ đến nem chua như một ví dụ của sự chuyển hóa và làm chính thịt, tạo ra hương vị mà không cần đến nhiệt độ của ngọn lửa. Do đó cà phê lên men luôn nhạy cảm, delicate, hơn với nhiệt độ rang và nhiệt độ pha chế. Cà wax, honey, hay nature không lên men sẽ có sự khác biệt nhưng không quá rõ ràng nếu chúng ta không thực sự có đo lường bằng máy móc. Khi chúng ta có được sự ước lượng tương đối về tính chất của cà phê chúng ta có thể lựa chọn mức rang phù hợp để có được đỉnh hương vị, peak flavor, sớm nhất, độ tư giữ được lâu hơn, longer friends. Cà rang Khi chúng ta có được cà rang trên tay rồi thì canh thời gian đê gác như thế nào? Cà lai, super lai, một số loại chưa thực sự trải qua tiếng nổ vật lý khi rang, thường có tốc độ đê gác chậm hơn vì cấu trúc hạt cứng, vững chắc hơn vì thế đỉnh hương vị cũng được duy trì lâu hơn trong điều kiện bảo quản tiêu chuẩn thông thường, bao cà phê có vang một chiều, thời gian đê gác cho loại này thường được nhà rang khuyến cáo khá xa ngày rang có thể lên tới một tháng hoặc hai tháng vì tại thời điểm đó các vị đắng hơ bồ do tươi bên trong cà đã được giảm đi đáng kể để lại hương vị liên quan đến floron nhiều hơn. Lúc này cà cũng sẵn sàng cho việc chiết xuất hơn so với lúc mới rang vì cà khô hơn và giảm đáng kể co hai. Các mức rang khác, Lai Lai Medium, Medium cho đến đắt không đòi hỏi một thời gian đê gác dài để đạt đỉnh hương vị. Các mức rang từ Medium đắt hoặc đắt lại mất đi sự tươi, fresh nhanh hơn nên chúng sẽ phù hợp với chiết xuất trong thời gian sớm hơn sau rang. Cụ thể là một vài ngày cho đến một hoặc hai tháng sau rang tùy theo mức rang và điều kiện bảo quản. Trường hợp cà quá mới mà ta vẫn muốn chiết xuất luôn thì việc để cà nghỉ một vài nhịp sau khi xây rồi mới chiết xuất là cần thiết để giảm bớt sự ảnh hưởng của co hai tới quá trình chiết xuất. Bản thân mình thường khuyến cáo với khách hàng về thời điểm sử dụng với các loại cà không phải super lime là dùng sớm sẽ tốt hơn. Nếu bạn muốn đạt đỉnh hương vị thật sự hoàn hảo bạn có thể chờ một tuần đến 10 ngày sau rang. Các phương pháp bảo quản phổ biến hiện nay. Đóng gói túi zipper có vang một chiều, phù hợp với phần lớn cà phê và tốc độ sử dụng cùng với trọng lượng nhỏ, nhanh dùng hết. Bạn có thể order lượng vừa đủ sử dụng lai rai và cảm nhận sự biến đổi của cà trong quá trình vừa đê gác vừa sử dụng. Đóng gói có bơm thêm khí nitrogen, thường được các công ty lớn áp dụng để bảo quản cà được lâu hơn, làm chậm quá trình giảm độ tươi của các hạt rang tối màu hơn cho đến khi đến tay khách hàng, kể từ khi mở bao thì nó cũng sẽ mất khí nitrogen được bơm bên trong. Chi liều nhỏ và cấp đông, canh tới đỉnh hương vị của hạt trong quá trình đê gác. Chi nhỏ theo liều dùng chuẩn vào bao nhỏ kính khí cấp đông cho đến khi cần sử dụng. Phương pháp này được biết đến là sẽ giúp cà được đóng băng trạng thái tươi của nó cho đến khi cần. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình hữu ích cho các tín đồ cà phê ạ. À.